Tiếp nối chương trình ngày mới sáng nay, mời quý vị cùng theo dõi dòng thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo. Thưa quý vị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã thay mặt Bộ Chính trị ký quy định 114 về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, công tác cán bộ dễ nảy sinh rất nhiều vấn đề và đã được chỉ rõ trong quy định 114, góp phần hoàn thiện về mặt pháp luật nhà nước và quy định của đảng để thực hiện cho tốt các giải pháp kiểm soát quyền lực, không để lộng quyền, làm quyền. Báo Sài Gòn Giải Phóng bình luận, khi có quyền lực dễ dẫn đến làm quyền và lộng quyền, không thực hiện đúng quy định của đảng, pháp luật nhà nước. Chính vì thế, cần phải có sự kiểm soát, giám sát, nếu không sẽ rất gay go. Đây chính là một bước tiến mới để kiểm soát quyền lực tốt hơn. Việc chỉ rõ ra các hành vi vi phạm trong công tác cán bộ sẽ giúp tổ chức đảng viên, thậm chí là quần chúng có thể giám sát, ngăn chặn, phòng chống hiệu quả hơn những tiêu cực trong công tác cán bộ ở các cấp. Khi quy định đã rõ, quá trình xử lý vi phạm cũng trở nên thuận lợi, minh bạch hơn rất nhiều. Đồng thời, khi đã có quy định thì cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ. Đối với người làm công tác cán bộ, mỗi người tự ý thức vai trò, trách nhiệm và cả sứ mệnh của mình đối với đảng, nhà nước, tự rèn luyện phẩm chất, tư cách, đạo đức. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, đến thời điểm này, sản xuất lúa gạo của Việt Nam khá thuận lợi, các nguồn cung đảm bảo ổn định. Quan điểm của Cục Trồng trọt là tiếp tục ổn định lượng gạo xuất khẩu khoảng 6-7 triệu tấn gạo một năm, cao nhất là 10 triệu tấn gạo. Với lượng gạo xuất khẩu như vậy sẽ không ảnh hưởng gì tới an ninh lương thực và các nhu cầu tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại là không đảm bảo đủ nguồn vốn kịp thời để mua lúa gạo của bà con nông dân. Các doanh nghiệp lúa gạo cần sự hỗ trợ nhiều nhất là vốn để mua gạo. Theo báo Tuổi Trẻ, các doanh nghiệp lúa gạo Việt Nam chủ yếu là nhỏ. Các nhà máy xay xát lúa nhiều là 3.000 đến 4.000 tấn lúa một ngày. Dù là doanh nghiệp tương đối lớn, nhưng lọc trời với năng lực xay xát ít nhất là 10.000 tấn một ngày cũng chỉ có vốn khoảng 800 tỷ đồng. Vay tín chấp không được mà phải vay thế chấp. Doanh nghiệp còn có nhà máy để vay, còn nông dân ít có gì để vay. Tác giả bài viết cho rằng, chính phủ nên xem sản xuất lúa gạo là một ngành riêng, có một room tín dụng riêng với khoảng 25.000 tỷ đồng một vụ, để cho các doanh nghiệp vay vốn thu mua lúa gạo xuất khẩu, thay vì trung tín dụng chung với các ngành bất động sản, thủy sản. Chỉ khi có được trung tín dụng riêng, ngành lúa gạo mới không rơi vào tình cảnh đối vốn trong việc thu mua lúa gạo cho bà con nông dân, nhất là vào mùa vụ thu hoạch rộ. Thưa quý vị, mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện giảm lãi suất, nới room tín dụng, tuy nhiên tỷ lệ doanh nghiệp thiếu vốn và khó tiếp cận vốn vẫn rất cao. Bài viết đáng chú ý trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Việc Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng là rất tích cực. Tuy nhiên, theo báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trên thực tế việc làm lãi suất cho vay có ý nghĩa rất lớn đối với các doanh nghiệp lớn có giá trị khoản vay cao. Còn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì họ sẽ quan tâm nhiều hơn đến các điều kiện vay vốn hơn là việc lãi suất giảm hay là không giảm. Cũng theo bài viết, vấn đề quan trọng hiện nay là cần nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Khi đó thì việc giảm lãi suất hay nới room tín dụng của các ngân hàng mới có thể phát huy được hiệu quả thực sự trong việc giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn. Để làm được điều này đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá cũng như chính sách hỗ trợ khác. Ở lĩnh vực giáo dục, báo Dân Trí đưa tin, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022-2023, toàn quốc có hơn 19.300 giáo viên kỷ hưu và bỏ việc. Trong đó, số người bỏ việc lên tới gần 9.300 người. Trong bối cảnh các cấp học thiếu giáo viên đứng lớp, việc hàng ngàn người rời khỏi ngành càng làm khó khăn thêm. Theo tìm hiểu của báo Dân Trí, trong năm học mới, năm 2023-2024, cả nước còn thiếu hơn 118.000 giáo viên, tăng thêm hơn 11.000 người thiếu so với năm học 2021-2022. Chưa kể cơ cấu đội ngũ và giáo còn mất cân đối giữa các môn học trong cùng một cấp học, giữa các vùng miền có điều kiện kinh tế xã hội khác nhau. Bài viết nhấn mạnh, thực tế hiện nay cho thấy việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế 10% gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục là một thách thức lớn đối với ngành giáo dục.